chào mọi người. Video đầu tiên mình muốn giới thiệu đến với mọi người một điểm du lịch sinh thái nhẹ nhàng, một điểm du lịch trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi từ nhỏ đến lớn để có thể tham gia. Đó là thác rừng thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Bắt đầu xuất phát từ Sài Gòn đi Đà Lạt, đó là điểm đường hầm sông Sài Gòn. Vì tôi chọn phương tiện là xe máy, nếu bạn chọn phương tiện là xe khách, xe giường nằm thì bạn có thể chọn một trong hai nhà xe, đó là Phương Trang hoặc Thành Bưởi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, Thành Bưởi sẽ là chọn số 1. Đây là đường hầm sông Sài Gòn. Quy định của nó là bạn sẽ bật đèn chiếu gần khi vào hầm, đó là quy định của luật giao thông. Rất nhiều người quên bật đèn chiếu gần mà sẽ phải bị phạt, bạn nên lưu ý điều này. Tôi là người yêu tự do, yêu mùi của con đường, nên trong tất cả các video của hành trình xe máy luôn là sự lựa chọn. Từ trường hầm này sẽ dẫn ra đường Mai Chí Thọ, nối liền với quốc lộ 52. Tại sao tôi chọn con đường này để làm điểm xuất phát mà không chọn đi đường cầu Sài Gòn? Vì đường này ít xe, đường vắng và là con đường mới mở, nên sẽ tốt hơn phục vụ tình trạng xe máy. Đi thẳng ra Mai Chí Thọ, các bạn tới quốc lộ 52, ghé quốc lộ 1 và đây là ngã ba Vũng Tàu. Tới ngã ba Vũng Tàu, bạn quẹo phải về hướng đường đi Vũng Tàu, đó là quốc lộ 51. Đi khoảng 5 cây số đến một ngã ba 1, bạn chạy khoảng 40 cây số sẽ tới ngã ba Dầu Dây. Nó là ngã ba, nhưng trái đó là ngã tư, thì bạn sẽ trái về quốc lộ 20 đi về hướng Đà Lạt. Từ đây hướng về Đà Lạt thì có độc đạo một con đường, đó là quốc lộ 20, nên bạn sẽ không sợ bị lạc nữa. Suốt từ đây đến Đà Lạt, quốc lộ 20 bạn sẽ phải băng qua ba con đèo. Như đầu tiên, bạn sẽ gặp một điểm du lịch, đó là làng bè sông La Ngà. Làng bè đã được ghi vào sách du lịch của Việt Nam. Nơi đây người ta sống, làm việc, sinh hoạt trên sông, nhà được xây dựng ở trên sông và bè cá ở kế bên. Một khung cảnh khá nên thơ và đẹp, đó là gọi là làng nghề cá bè ở sông La Ngà. Từ đây bạn sẽ phải đi qua một đoạn đường dài 200 cây số từ Dầu Dây tới Đà Lạt và băng qua ba con đèo. Con đèo đầu tiên đó là đèo Chuối, thứ hai là đèo Bảo Lộc và cuối cùng là đèo Quen. Cuối đèo Quen là thành phố Đà Lạt. Hiện tại tôi đang ở đèo Bảo Lộc, con đèo dài nhất trong ba đèo, khúc cua quanh co, đường rất đẹp. Trên đèo có hai điểm dừng chân dành cho khách du lịch, đó là Nam Hữu và Tuấn Đạt. Nếu bạn cảm thấy cần an toàn thì hãy nên vô hai điểm này, còn không như tôi thì sẽ chọn một quán ăn có nhiều xe tải vào đó ăn, là nơi ngon bổ rẻ nhất. Còn lý do tại sao? Vì đơn giản, xe tải thường đi hơn tất cả các loại xe khác, cho nên tuyến đường này. Tiếp nhiên liệu ở Sài Gòn Petro, Comisco hay Fortunumax luôn là lựa chọn của tôi vì chất lượng và số lượng luôn luôn đúng.
tới Đà Lạt, bạn đi thẳng ra quốc lộ 723 để hướng về Nha Trang. Quốc lộ 723 nối liền Đà Lạt và Nha Trang, đi ngang qua đèo Omega. Nhưng chúng ta sẽ dừng lại ở cây số 47, tức là từ Đà Lạt đi ra tới đàn Tướng A Xiên khoảng 47 cây số. Con đường rất đẹp và nhiều sương mù, dọc đường có nhiều cảnh đẹp, bạn có thể dừng lại để chụp hình sống ảo. Đây, một ngôi làng sương mù bao phủ rất đẹp cho các bạn có một trải nghiệm thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.